Cần Thơ, lên Bình Dương làm việc có một mình à. Chị tổ trưởng chị dễ thương lắm. Thấy em xa nhà, chị cho cái điện thoại cũ để liên lạc. Rảnh rỗi là em gọi điện về gặp con liền. Thấy cũng đỡ tủi thân lắm à. Hồi trước á, thấy mạng mẹ phức tạp quá. Nhưng mà từ khi được đưa cháu gái của tú chị cho cách lên mạng đọc báo á, còn có tin tức, thấy tiện dụng và hữu ích quá. Đâu cũng có wifi, dùng data làm gì cho tốn. Nhưng hôm nọ đi bị lạc, mấy đứa chỉ cách vào mạng xem đường tiện lắm, tháng có 20-30 thôi mà nhanh hơn wifi. Hãy tặng smartphone và hướng dẫn cách dùng data cho người thân của bạn. Hãy cùng Viettel tặng 30 triệu GB data miễn phí tới hàng triệu người chưa sử dụng trên khắp Việt Nam. Nhắn số điện thoại của bạn hoặc người thân gửi 191 hoặc bấm sao 098 tăng.